Alo, cái gì giờ này luôn hả? Để chiều tối được không? Trời đất ơi, tao ở nhà nó bắt giữ con tao đây nè. Cái gì? Nó sống gom hả? Rồi rồi rồi, ok, mày, mẹ đó thì tao ra liền. Tính 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 tính, đúng cà phê với mẹ. Hình Đi với mẹ đi, còn về mẹ cho cô sáo. Đi 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 với mẹ thôi, đi. Đi cà phê. đi cà phê chán lắm, còn ở nhà một mình được. Bây giờ đi ha. 1 tiếng đi không? 2 tiếng đi không? Không đi không? Không đi tôi chờ ở nhà 20 tiếng một giờ cắn mà chết. Con lấy cho cô 1 ly nước cam nha, ép cam. Lấy em cà phê sữa, ít sữa nha. Rồi còn con muốn gì? Đi cà phê trứng, cà phê trứng đi. Trứng hay trứng vịt hay trứng gà? Trứng ngỏng á. Hình như này quán mới sao nhìn xinh ghê ha bà. Đúng rồi bà. Sao mày rảnh vậy? Thì mẹ hay đi với bạn trai của mẹ ở đây mà. Hả? À không, ý là đi với bạn với là anh trai của mẹ. À là con trai. Đúng rồi, là mợ con đó. Hả? À, tôi với bà ra ngoài kia chụp phết cây thông đi, tôi thấy khá xinh đó. Tính coi ở đây không được phá nha chưa. Đâu tôi coi coi. Đẹp, ê đẹp, hình đẹp, đẹp nha bà. Trời đất ơi, trưa tới nơi rồi, thôi bà ở đây đi. Tôi về tôi đưa con tính về ăn cơm trưa nữa. Ừ, cũng được bà, bye bye bà. Bữa sau gặp lại nha. Tính ơi, về con tới giờ cơm trưa rồi nè. Con chơi cái này. Chơi cái gì chơi, để bữa khác đi, mày dẫn cho đi chơi ha. Thôi cái gì mà thôi, hồi nãy tao kêu đi sao không đi. Bây giờ đi cái không chịu về là sao vậy? Cái tệ ở đây đẹp á. Mày đây không, tao cho quỷ một vò bắt mày thấy mẹ.